Chào bạn, ngày hôm nay thì mình xin phép là chia sẻ với các bạn về cái chủ đề. Đấy chính là chọn lốp và thay lốp như thế nào. Em chào anh Vương Hà, nhưng mà thực sự giới thiệu mọi người là tên thân thuộc gọi là anh Hà Hunter. Đấy, thế thì ngày hôm nay em rất muốn anh chia sẻ 1, 2, 3, 4 cách để thứ nhất là cho em lựa chọn một cái lốp, hai là cũng để mọi người có cái cách tham khảo để lựa chọn cái lốp. Tức là mỗi một dòng lốp bên nhà sản xuất người ta thiết kế nó sẽ có một cái mục đích khác nhau, dạ, dành cho những cái nhu cầu riêng của khách hàng và khác nhau. Với nhu cầu của Lê Hùng ngày hôm nay thì anh cũng có thể anh giới thiệu cho em hai sự lựa chọn. Và sự lựa chọn thứ nhất là với những cái dòng lốp đã có thương hiệu trên thị trường này rồi. Ví dụ như là thương hiệu đã được khẳng định rồi, nó là hàng top, thành ra là em biết rằng là giá nó tương đối cao. Ví dụ như cái bên anh đang bán đây thì là có giá 5 triệu một chiếc. Tổng 4 quả là 20. Hôm nay anh cũng có thể giới thiệu với em một cái dòng lốp thương hiệu tương đối mới. Tuy nhiên bên anh cũng đã cung cấp một thời gian cũng gọi là đủ dài để cho khách hàng đã có những cái trải nghiệm nhất định. Đó là cái dòng lốp Matrax. Cái dòng lốp này thì xuất xứ là châu Âu của Bồ Đào Nha. Thế và lốp nó được sản xuất tại Thái Lan. Bên anh đang bán các cái lốp thương hiệu khác thì nó khoảng 4 triệu rưỡi, 5 triệu một chiếc. Tuy nhiên thì cái lốp Matrax bên anh đang cung cấp tới tay khách hàng bây giờ đang là có giá là 2.920.000. Thôi coi như là tính em cứ làm tròn 3 triệu, 3, 4, 12, độ lệch tổng nó sẽ rơi vào khoảng 8 triệu so với cả cái top đầu. Đúng rồi, khoảng chênh nhau là khoảng 60%. 60%. Em thì thích những cái trải nghiệm mới, em cũng sẽ thay vào cái bộ đó. Đây, cái hoa này gọi là cái hoa Úc Loa này. Cái hoa này là cái hoa mới nhất của họ nhà Matrax. Em nhìn cái ránh này của nó cũng rất là hay. Nếu như em đi xe nhiều ấy, em sẽ thấy rằng là cái cảm giác rất là khó chịu khi mà bị đá dăm nó dính vào lốp. Nó vừa tạo nên tiếng ồn mà nó cũng nhìn nó rất là xấu. Đấy thì với cái dòng Ucla này là Matrax họ đã thiết kế, cái ránh này nó rất là sâu, rất là sâu và nó to. Chính vì thế thì cái khả năng bám đá vào cái mặt lốp này nó rất là ít. Đây là quá trình cân bằng động. Đúng rồi. Đúng không anh? Cái bản thân cái máy này nó rất là nổi tiếng trên thế giới. Là hiện tại bây giờ trên thế giới chỉ duy nhất Hunter sở hữu cái công nghệ cân có quả lô này. Tí nữa nó quay ấy, nó sẽ áp cái quả lô này vào bề mặt lốp này với một cái lực là khoảng hơn 600 cân. Có nghĩa là nó sẽ mô phỏng như cái lốp này ấy, nó đang chạy trên đường. Dạ, em hiểu. Mình mỗi một cái trục xe thì nó chịu bao nhiêu? Chịu khoảng 500-600 cân gì đó. Giới hạn xe của là mình SUV là SUV đó. Đây. Là 110 thì cái với cái lốp này nó chỉ là 35 newton. Dạ. Nó rất là nhỏ. Đấy và mình khẳng định rằng là sau khi lắp cái lốp này lên ấy, thì cái hiện tượng rung lắc là tuyệt đối không có. Không xảy ra. Đúng rồi, bây giờ là mình sẽ làm cái việc gọi là cân ly tâm giống như các cái máy khác đấy. Đấy thì mình sẽ bù trì vào. Thực ra em đi em đang phát hiện ra một cái là nó đang hơi ăn cả cái má ngoài. Nhưng mà để xem trên máy này có vấn đề không gì anh chẩn đoán không em? Đằng trước này độ trụ dương rất nhiều thì lốp sẽ có xu thế ăn má ngoài. Và như thế là mình sẽ so sánh với cái cảm quan của em và so sánh trên cái máy Hunter này, mình sẽ phát hiện ra cùng một đáp án. Chỉnh xong các cái độ trụ rồi các góc đặt bánh xe nó sẽ về các vùng màu xanh. Thì cái xe mình cân bằng thực ra nó giống như con người của mình ấy mà. Nó giống như con người của mình thôi. Mình đi lệch đi này này, mệt lắm. Xe này vậy, cái khung Land Rover Discovery Sports. Con này cũng dùng lốp là 235 55 R19 đây. Thông số lốp của em luôn. Rồi. Thì sau khi tất cả các công đoạn thì quan trọng nhất ý, nói hay mấy thì hay, chúng ta sẽ vẫn phải chạy thử. Và ngày hôm nay tôi cùng với anh Hà cũng sẽ thực hiện đi một cái lộ trình cũng khá là thú vị. Đấy chính là cái đường mà chúng ta sẽ đi lên cái vùng Pù Luông. Đấy, mùa này đi núi đẹp lắm các bạn ạ. Anh Hà có thể chia sẻ giúp em một số cái cảm nhận ban đầu khi mà xe của anh chuyển sang bộ lốp Matrax và đi trên cái đường này được không ạ? Cụ thể đây là đường Đại lộ Thăng Long. Tiêu chí thì nó sẽ có hai tiêu chí để đánh giá nhá. Tiêu chí thứ nhất là cái độ êm. Rồi. Độ êm ở đây là cái độ âm thanh ấy, nói gì ấy. Dạ. Thì so với cả lốp anh đang chạy
một cái hoa Pilot Sport 4 SUV ấy. Vâng. Thì cái lốp này nó ấy nhưng nó vẫn ổn hơn một chút. Dạ. Tiêu chí thứ hai thì là về độ nảy. Vâng. Về cái dao động của lốp xe giữa mặt từ dưới mặt đường lên trên trên cabin của xe ấy. Vâng. Thì cái tiêu chí này thì rất là ok. Vâng, rất cái ok. Cái này tiêu chí này anh đánh giá là rất là ok đấy. Thì êm mông, êm ví. Đấy. Thêm một cái độ êm nữa các bạn nhé. Thêm một cái độ êm nữa là ở đây chúng ta sẽ phải xác định là êm cái gì nữa. Đấy, êm ví. Đấy, anh em mình vừa mới đi qua một cái cung rất là quanh co hiểm trở. Vâng. Đồi núi, cảnh sắc rất là đẹp. Vâng. Tuy nhiên ổ gà thì cũng rất là nhiều. Nhưng anh cũng thực sự là thấy ngỡ ngàng vì cái độ êm của cái lốp này đấy. Ở đây nó thể hiện là cái em thấy cái, những cái dàn lốp đấy. Vâng. Nó sẽ làm cho mình cũng không có cái cảm giác khó chịu. Nếu ra chúng ta mà không nói là chúng ta đang đi trên 4 cái lốp Matrax ấy, thì cũng khó có thể phân biệt được giữa một cái lốp thương hiệu xịn sò với cả một cái lốp thương hiệu mới như thế này. Với tiêu chí thang điểm 10 thì mình có thể có một cái chấm điểm giữa cái thương hiệu mà mới này so với những thương hiệu đã có top dẫn ngành thì nó được khoảng bao nhiêu điểm? Nếu mà so với thương hiệu top dẫn ngành ấy trên thang điểm 10 ấy, với tiêu chí mà đi cái đường sóc, đường đồi núi quanh co và nhiều ổ gà như này ấy, vâng, thì mình cũng có thể mình chấm được 8 hoặc 8.5. Em thấy không? Khi mà sóc rồi đó. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Nhưng cái xe mình nó đang hoạt động nó vẫn rất là ổn định đấy. Dạ. Cái này bởi vì cái xe này là cái xe anh đi hàng ngày và cũng đã đi được rất nhiều cái cung. Dạ. Đường. Thế nên là cái cảm nhận của anh cũng tương đối rõ. Với cái lốp này mà lúc nãy chúng ta vừa mới đi qua cái đoạn tương đối đẹp ở đại lộ Thăng Long ấy. Dạ. Thì cái độ ồn so với cả top dẫn đầu ấy thì anh sẽ cho điểm khoảng 7.5. 7.5. 7.5. Vâng. Bởi vì cái mình sẽ nghe tương đối rõ cái phản cái dội, tiếng cái dội lốp lên trên khoang cabin. Dạ. Nó tương đối rõ hơn so với cả cái lốp top dẫn đầu. Vâng. Tuy nhiên với gọi là top 2 đi, con này được đánh giá rằng là xứng đáng để đứng vào top 2. Mình đang trải nghiệm với một cái thương hiệu lốp mới. Vâng. Với cái giá thành như thế này thì nó thực sự là êm ví. Vâng. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà mọi người lựa chọn một cái lốp xịn sò nhất có thể. Dạ. Thì họ sẽ không nghĩ đến cái chọn cái thương hiệu này. Dạ vâng. Tuy nhiên chỉ cần lăn tăn một chút và có rất nhiều khách hàng của bên trung tâm lốp của bên anh ấy là họ cũng có nói rằng là thôi, đợt này thay lốp để đi thêm một thời gian nữa. Vâng. Bởi vì là sắp đổi xe rồi. Dạ. Thường là những cái xe họ đi thì cũng được 5-7 năm là chủ xe cũng mong muốn là đổi xe mới. Vâng. Đó, thì cũng không muốn sắm cho mình một cái bộ lốp nhiều tiền quá. Mặc đúng. Dù là lốp đã đến kỳ phải thay. Dạ. Bởi vì ưu tiên an toàn lên hàng đầu. Dạ. Thế thì cái lốp Matrax này nó sẽ rất rất hợp lý với cái nhu cầu thực tế của khách hàng đúng hiện rồi. Nay. Đó. Ví dụ như hôm nay em có ngồi em nhẩm tính lại cái chi phí của cái bộ lốp trên chiếc 235-55-19 của em. Ừ. Thì nếu như tính ra nếu em thay bộ top đầu thì nó cũng phải mất khoảng 20 triệu. Đúng rồi, 20 triệu. 20 triệu. 20 triệu. Đấy, nhưng cùng sang cái này thì chưa đến 12 triệu. Chưa đến 12 triệu. Chưa 12 triệu. Thế thì em còn 9 triệu em gửi tiết kiệm khoảng 5 năm. Có nghĩa là đi khoảng 10 năm thì mới bắt đầu là cùng một chi phí. Thì ở đây thực tế là khi mình đánh đổi như thế thì mình phải có những cái hy sinh một chút như anh nói, nó đâu đó nó nằm ở cái phần ví dụ như là độ ồn. Đúng rồi. Hoặc là cái độ êm thì nó cũng sẽ không dẫn đến như top đầu được. Nhưng đúng ngược rồi. Lại mình lại có cái độ êm về cái phần ví. Đây là mình đang nói với những cái xe có giá trị tương đối lớn. Vâng. Nhưng trở lại một cái câu chuyện phổ thông đời thường. Dạ. Bây giờ như Hùng biết là cái thu nhập của người dân càng ngày càng tăng. Dạ. Dẫn đến cái việc sắm cho mình một cái ô tô để mà đi lại hàng ngày. Dạ. Nó sẽ là trở nên phổ thông hơn rất nhiều. Dạ. Đường phố càng ngày càng nhiều xe hơn. Dạ. Và những cái xe mà có giá trị, giá thành nó đôi khi nó chỉ 200-300 triệu thôi chẳng hạn là rất là nhiều. Vâng. Thành ra là tiếp cận được cái đối tượng mà
có thu nhập trung bình. Đó, và cái thực sự cái đối tượng mà có thu nhập trung bình đấy thì họ sẽ nhắm đến. Và có lẽ là sau đây là những cái giây phút mà chúng ta sẽ thưởng ngoạn một chút bằng cái không khí ở cái vùng là Pù Luông, một cái địa danh du lịch mà nếu như các bạn có cơ hội thì cũng rất là nên đến. Ở đấy thông qua một cái cung đường này chúng ta có thể cảm về cái xe, cảm về những cái lốp, cảm về cái giá trị về không gian nữa. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Lê Hùng cùng Auto Daily đã cùng với anh tham dự một cái cuộc trải nghiệm lốp và lái xe đầy thú vị này.